hoạt động tại Corona Resort and Casino Phú Quốc sẽ do đối tác Affinity, công ty quản lý casino hàng đầu thế giới của Hà Lan với kinh nghiệm quản lý các casino cao cấp tại châu Âu và Macau. Kính thưa quý vị, khi đi vào hoạt động, Corona Resort and Casino Phú Quốc sẽ mang đến những trải nghiệm kết hợp giải trí độc đáo giữa các trò chơi giải trí công nghệ hiện đại, đỉnh cao ẩm thực, không gian mua sắm thời thượng và những hoạt động biểu diễn sôi động. Đặc biệt, Casino Corona nằm trong khu phức hợp bao gồm các khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, nhà hát, trung tâm mua sắm, công viên nước ngọt trên đảo, spa 5 sao, chuỗi nhà hàng Âu, Á, Việt, quán bar với dịch vụ phục vụ xuyên ngày đêm mang đến thế giới nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí sôi động, thời thượng, xứng tầm điểm đến quốc tế. Tọa lạc cận kề với hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng trọn vẹn của tập đoàn Vingroup, du khách đến với Corona Resort and Casino có thể dễ dàng tham quan công viên bảo tồn và chăm sóc động vật Vinpearl Safari để trải nghiệm đời sống hoang dã thiên nhiên hoặc vui chơi khám phá hàng trăm trò chơi hiện đại tại Vinpearlland, rèn luyện sức khỏe với môn thể thao quý tộc trên sân Vinpearl Golf. Sự hiện diện của Casino Corona là miếng ghép hoàn hảo để nâng tầm chuỗi dịch vụ đẳng cấp của tổ hợp Vinpearl Phú Quốc, góp phần thay đổi diện mạo du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung. Kính thưa quý vị, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tập đoàn Vingroup, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành và nhân dân tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc đã nhiệt tình ủng hộ, tạo điều kiện để công trình được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị đối tác đã hợp tác và hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của quý vị trong chặng đường phát triển sắp tới để Corona Resort Encore nói riêng cùng hàng loạt các dự án khác đã và đang triển khai tại Trung Quốc nói chung sẽ được những thành công tốt đẹp và mang lại những lợi ích và đóng góp cho sự phát triển của Phú Quốc, Kiên Giang và đất nước. Kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc quý vị và gia đình cùng đón một năm mới sức khỏe, tài lộc, an khang, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn và phát biểu của ông Đặng Thanh Thủy, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc. Thank you, Mr. Đặng Thanh Thủy, General Director of Phú Quốc Tourism Development and Investment Trust Company.